Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình tối nay, thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 2024. Thanh tra Chính phủ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Bế mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10. Mục xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới hướng tới sự hài lòng của người dân. Tổng thống Pháp kêu gọi thành lập liên minh cầm quyền. Các đồng minh NATO tăng viện trợ cho Ukraine là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay ngày 11 tháng 7 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Thanh tra. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị. Dù hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực, bảo đảm chủ động, linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm trọng điểm, hiệu quả theo đúng định hướng, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính cung cấp. Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn ngành thanh tra đã triển khai 3.910 cuộc thanh tra hành chính và 58.025 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm về kinh tế 92.783,1 tỷ đồng, 292,5 hectare đất, ban hành 49.982 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức cá nhân với số tiền 2.089 tỷ đồng, kiến nghị xem xét xử lý hành chính 856 tập thể và 3.862 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét xử lý 94 vụ, 73 đối tượng. Trong 6 tháng vừa qua, có 163.301 lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính cũng tiếp nhận 231.016 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đã xử lý 224.939 đơn, trong đó có 189.868 đơn đủ điều kiện xử lý. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu những tháng còn lại của năm 2024, ngành thanh tra tiếp tục bám sát định hướng chương trình thanh tra năm 2024, yêu cầu chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực để tiếp tục tổ chức thực hiện, hoàn thành kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao, tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục thực hiện các nghị quyết chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, trong đó có nghị quyết số 623 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và sự đoàn kết thống nhất của tập thể cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan thanh tra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm, nhất là đối với việc chấp hành các quy định của đoàn thanh tra theo yêu cầu phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10, sáng nay ngày 11 tháng 7, các đại biểu chia thành 3 tổ thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trong phiên thảo luận tổ, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ các khó khăn tồn tại trong thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tại các tổ, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận, nêu ra một số vấn đề cần làm rõ, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành cần có giải pháp quyết liệt, cụ thể, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới. Cụ thể, các đại biểu đề nghị các cấp ngành quan tâm đẩy mạnh hơn nữa việc huy động các nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thu biện pháp tài chính. Ngoài cái việc là Hội đồng Nhân dân là thống nhất rồi tới đây có những cái nghị quyết để mà triển khai thực hiện một số cái dự án mới. Tuy nhiên thì cũng có một số cái công trình dự án hiện nay đang làm thì cũng cần đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có cái quan tâm thành lập các cái đoàn, các cái tổ để làm sao tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để chúng ta hoàn thành cái kế hoạch, cái chỉ tiêu và thu cái tiền giải pháp tài chính đối với khối tỉnh. Các đại biểu đề xuất các cơ quan chức năng cần đánh giá việc thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án chậm tiến độ,
có giải pháp để tăng độ che phủ rừng đến năm 2025 đạt từ 40 đến 42% theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra. Mức độ tăng trưởng thêm của rừng từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã được bao nhiêu? Và từ nay đến cuối năm 2025 chúng ta còn phải phấn đấu bao nhiêu nữa để đảm bảo được cái độ che phủ rừng tối thiểu là 40%? Vấn đề quy hoạch, quản lý mã số vùng trồng, các giải pháp để ngành cà phê thích ứng với quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu áp dụng từ ngày 30 tháng 12 năm 2024 về ngăn chặn việc nhập khẩu các mặt hàng gây mất rừng và suy thoái rừng, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia cũng là những nội dung được đại biểu quan tâm trong phiên thảo luận tổ sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 11 tháng 7, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10 đã tiến hành thảo luận về những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Đặc biệt, những kiến nghị về phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục được nhiều đại biểu đề cập trong phiên thảo luận. Trước thực trạng kết quả kỳ thi đầu vào lớp 10 năm học 2024-2025 của tỉnh Đắk Lắk đạt thấp, các đại biểu cho biết nhiều cử tri bày tỏ quan tâm về chất lượng giáo dục hiện nay cũng như việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Mong muốn trong thời gian đến thì Ủy ban nhân tỉnh cũng như là Sở Giáo dục đào tạo các sở ngành liên quan làm sao có chất lượng đầu vào, thứ hai là xem xét suy xét theo từng trường hợp và đặc biệt là các trường mà các em con cháu gần trường để tạo điều kiện có cái điểm cộng nào đó để sau này là công dân và cử tri và các bậc phụ huynh và học sinh yên tâm học tập. Mà tâm lý của người dân là mong muốn con mình phải vào học trung học phổ thông, phân luồng học nghề, vừa định hướng nghề, vì chúng ta cũng tuyên truyền rồi, ngành giáo dục và các địa phương tập trung tuyên truyền làm sao là vừa học nghề vừa học phổ thông. Nhưng mà điều kiện để học nghề và cái điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo nghề và trung tâm giáo dục nghề nghiệp của địa phương hiện nay thì cũng không đáp ứng được. Nên là khi bàn về cái việc này thì địa phương cũng nhiều giải pháp để thực hiện, nhưng mà vẫn chưa giải quyết được. Bên cạnh đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã góp ý kiến và đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh trong thời gian tới. Tăng cường cơ sở vật chất và các thiết bị dạy học và sắp xếp lại mạng lưới trường lớp theo đề án 877 một cách hợp lý để đảm bảo thuận lợi cho người dân, cho con em được đến trường, nhất là các học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, đào tạo trong các cái nhà trường, trong các cơ sở giáo dục đào tạo. Cũng tại phiên thảo luận sáng nay, các đại biểu đã đề nghị các cấp ngành đánh giá lại chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tại các phòng giáo dục và trường học để từ đó thực hiện công tác tuyển dụng phù hợp với giai đoạn hiện nay, đồng thời tiếp tục ban hành cơ chế chính sách thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay ngày 11 tháng 7, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và bế mạc. Dự phiên bế mạc có các đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong phiên làm việc chiều nay, lãnh đạo các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo đã giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm liên quan đến lĩnh vực phụ trách tại phiên thảo luận tổ và đưa ra các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh phát biểu làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến triển khai thực hiện quy hoạch chung của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt rà soát quy hoạch đất đai để tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, vấn đề tăng trưởng kinh tế, lĩnh vực đầu tư công. Thứ nhất là trong cái giải pháp trọng tâm thì có cái giải pháp thứ hai, đó là rà soát các chỉ tiêu. Thì như vậy là báo cáo chỉ là sáng nay chúng tôi đã hành động, làm ngay và chỉ ra cái chỗ nào cần phải rà soát. Thì như vậy hiện nay nó có hai lĩnh vực mà như trong báo cáo đã nói tác động đến tăng trưởng kinh tế, nông nghiệp là ổn rồi, nhưng mà công nghiệp xây dựng và dịch vụ là đang rất thấp, bằng 50% so với kịch bản. Chúng ta phải rà soát các cái dự án đầu tư ngoài ngân sách hay là gọi đầu tư tư, rà soát lại các cái dự án này sau khi mà các nghị định của luật đất đai có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Đẩy lên để mà tháo gỡ khó khăn thì chúng ta phải rà soát ngay các cái dự án nào mà đang nằm ở cái diện như thế này.
đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết về quy định mức thu học phí từ năm học 2024 đến 2025 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10 ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 đến 2025. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 đến 2025 tỉnh Đắk Lắk. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 đến 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh bổ sung quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, kỳ họp đã dành nhiều thời gian thảo luận đánh giá những việc đã làm được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp thiết thực phù hợp với thực tiễn nhằm tiếp tục chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2024. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 18 của tỉnh ủy, Nghị quyết 53 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để tiếp tục quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ toàn diện quy hoạch chung của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thực hiện các giải pháp tổng thể, hiệu quả, căn cơ nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, thu chi ngân sách theo kế hoạch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung giải quyết khiếu kiện tranh chấp của người dân, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khắc phục khó khăn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận thống nhất thông qua 21 nghị quyết và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác để phục vụ công tác điều hành, quản lý, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương thực hiện ngay sau khi các nghị quyết được ban hành để các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống, thực sự phát huy hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thông cáo báo chí về phiên họp định kỳ lần thứ 30 của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 6 năm 2024, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên định kỳ lần thứ 30, đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung sau. 1. Thực hiện thông báo kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên có vi phạm khuyết điểm liên quan đến việc tổ chức thực hiện các gói thầu do công ty AIC thực hiện. Kết quả: thi hành kỷ luật khiển trách đối với các đồng chí 1. Đoàn Tùng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính. 2. Hồ Xuân Phước, nguyên Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính. 3. Võ Minh Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh từ ngày 12 tháng 8 năm 2011 đến ngày 31 tháng 9 năm 2015. 4. Đinh Xuân Diệu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bách, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Phi Tiến, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế. Tuy nhiên, đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc về những khuyết điểm vi phạm đã được chỉ ra. Cảnh cáo đối với các đồng chí 1. Lê Thị Oanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính 2. Vũ Văn Tùng, nguyên Trưởng phòng Văn hóa xã hội, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với các đồng chí 1. Phạm Đăng Khoa, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk 2. Phan Hồng, đảng viên, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Kiểm điểm, xem xét trách nhiệm về những khuyết điểm vi phạm liên quan đến việc tổ chức thực hiện các gói thầu do công ty AIC thực hiện đối với các đồng chí
1. Nguyễn Quang Trường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 2. Phùng Văn Định, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 3. Lữ Ngọc Sinh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình, Dân dụng và Công nghiệp, nguyên Trưởng phòng Đấu thầu Thẩm định và Giám sát Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư. 4. Võ Danh Sơn, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. 5. Trần Thị Hà, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6. Bùi Trường Phong, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ngoài việc xem xét thi hành kỷ luật về Đảng, về kỷ luật chính quyền, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét bố trí công tác khác đối với đồng chí Đinh Xuân Diệu cho phù hợp. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chức vụ Giám đốc Sở Y tế đối với đồng chí Nguyễn Phi Tiến giai đoạn 2010-2014 và cách chức Trưởng phòng Văn hóa Xã hội, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với đồng chí Vũ Văn Tùng giai đoạn 2010-2021. 2. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ 28, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Vũ Minh Thành, đảng viên chi bộ tổ dân phố 4 thuộc Đảng bộ phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, nguyên đảng ủy viên, nguyên phó giám đốc Sở Xây dựng. 3. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 3 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Esup và các đồng chí được kiểm tra còn một số tồn tại hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và việc kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức cá nhân có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những thiếu sót hạn chế đã chỉ ra. Ngoài các nội dung trên, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác. Xin được chuyển sang những tin tức khác. Sáng nay, ngày 11 tháng 7, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật, truyền thông dự thảo chính sách cho báo cáo viên pháp luật, công chức pháp chế các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương trên phạm vi toàn quốc. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên Cục Phổ biến Giáo dục Pháp luật, Bộ Tư pháp phổ biến một số nội dung cơ bản và nhiệm vụ giải pháp tại quyết định số 279 ngày 4 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030. Quán triệt một số nội dung cơ bản, những nhiệm vụ giải pháp tại quyết định số 315 ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông trong quá trình thực hiện truyền thông dự thảo chính sách pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật trên mạng xã hội, đồng thời giải đáp những vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp cận với các phương thức mới trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nắm bắt cách thức truyền thông, xử lý thông tin khi thực hiện truyền thông dự thảo chính sách. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, cấp ủy chính quyền trên địa bàn tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững, nâng cao hiệu quả các tiêu chí theo hướng bền vững. Năm 2021, sau khi được tỉnh Đắk Lắk công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực hướng đến việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với nguồn lực đầu tư của nhà nước và sự chung tay góp sức của người dân, đến nay các tuyến đường trên địa bàn xã Hòa Thuận không chỉ được cứng hóa mở rộng mà còn có cây xanh, hoa hai bên lề đường và hệ thống điện chiếu sáng. Nhiều nhà ở dân cư được xây dựng kiên cố, có sân, vườn, bài trí đẹp mắt. Thông qua công tác tuyên truyền là dân hết sức là hưởng ứng và nỗ lực phấn đấu để thực hiện mọi kế hoạch là đưa ra.
Bên cạnh cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp đồng bộ, xã Hòa Thuận tiếp tục tuyên truyền người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, phát triển các nghề sản xuất sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đến nay trên địa bàn xã có 5 mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao nhà màn, có 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay xã Hòa Thuận đã đạt 6 trên 8 tiêu chí với 19 trên 22 chỉ tiêu thành phần trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác của mặt trận và các cái tổ chức thành viên cũng như là các ban tác mặt trận thì còn tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động nhân dân để mà mở rộng các cái tuyến đường này, là hai cái tuyến đường chuẩn của xã để mà làm sao xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian là sớm nhất. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo nông thôn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Hiện thành phố đã có 5 trên 8 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trong đó có 1 xã đã được công nhận, 4 xã đã hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận. Thành phố Buôn Ma Thuột đang phấn đấu đến hết năm 2024 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao lên 8 trên 8 xã. Để phát huy quyền làm chủ của người dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn về kết quả xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu. Cái nhận thức của bà con về vấn đề mà cùng với Đảng và Nhà nước trong vấn đề mà xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, trong vấn đề mà giáo dục con cái rồi một số các mà cái chương trình khác là người dân cũng rất là hưởng ứng, rất là nhiệt tình. Tiếp tục phát huy cái kết quả về đầu tư hạ tầng thì phải tuyên truyền rộng rãi cho người dân đồng tình. Trong đó có 3 lĩnh vực chúng tôi tiếp tục có cái triển khai, đó là cái huy động người dân hiến đất để làm các cái con đường, mở rộng các con đường trong nội thị và trong các cái xã. Ngoài ra thì tiếp tục phát huy cái việc vận động người dân xã hội hóa để cải tạo chỉnh trang cái bộ mặt đô thị. Sau nhiều năm quyết tâm thực hiện xây dựng nông thôn mới, bức tranh nông thôn của thành phố Buôn Ma Thuột đã có sự thay đổi toàn diện tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực sự đi vào cuộc sống nhờ vào ý Đảng, lòng dân, thống nhất, đồng lòng.